Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 8 năm 2004. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài được trích từ phẩm Song Yếu, và cái bài học này nó có cái tên là Tất Cả Từ Tâm, tức là tất cả từ tâm sinh đó. Đúng ra thì trong những cái văn bản pháp cú mà không phải pháp cú thí dụ thì đây là bài học đầu tiên trong cái quyển pháp cú. Và chúng ta sẽ học những cái câu dịch của Ni Sư Quỳnh Liên. Chắc các vị biết Ni Sư Quỳnh Liên chứ ha? Ni Sư Khất Sĩ. Ni Sư dịch cái này tôi còn nhớ thuộc lòng. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ tìm, chúng ta sẽ viết cái văn bản của Ôn Minh Châu dịch, hoặc là của Viên Chiếu Hòa dịch cái bản Song Yếu. Nhưng mà chúng ta học cái thể loại thi ca ở Song Thất Lục Bát này thì nó mau thuộc hơn. Trong các pháp tâm ta làm chủ, tâm dẫn đầu tạo đủ nghiệp duyên, tâm nhơ tạo nghiệp chẳng hiền, như xe lăn bánh khổ liền theo sau. Đó là vế đầu. Vế thứ hai thì cũng trong các pháp tâm ta làm chủ, tâm dẫn đầu tạo đủ nghiệp duyên, tâm thanh tạo nghiệp tốt hiền, như xe lăn bánh vui liền theo sau. Các vị thấy rất là dễ thuộc. Sở dĩ những bài kinh này được gọi là Song Yếu là tại vì nó đối ngẫu với nhau, chẳng hạn như cùng là một loại tâm, nhưng mà nếu cái nền tảng của nó là ô uế, là xấu xa, là tiêu cực, thì khổ nó sẽ theo liền tức khắc, giống như là con bò kéo xe. Bò đi tới đâu thì bánh xe lăn theo tới đó rồi. Và cũng cùng một cái cách hành xử, nói năng và suy nghĩ, nếu mà cái nền của nó là thanh tịnh, là tốt lành, là những yếu tố tích cực, thì cái thiện nghiệp nó theo liền bên sau chúng ta, giống như là con bò nó kéo xe luôn luôn lăn theo bên chân. Đó là cái nội dung của bài này. Nó cũng nói lên cái đặc tính Song Yếu. Song Yếu tức là hai cái đặc tính nó đối ngẫu với nhau, nó đối chiếu với nhau. Chúng ta có một cái đại ý của bài này là tất cả pháp từ phàm phu cho tới thánh nhân, và ba cõi sáu đường đều từ tâm sinh khởi. Không có cái chữ nào quen thuộc bằng chữ tâm hết, phải không? Mình tu lơ phất phơ mà ai nói mình tại sao dữ quá vậy, nói năng nghe rất là thiếu từ ái. Mình nói tu tâm chứ tôi đâu có tu cái miệng đâu. Nhưng mà ví như người ta hỏi thêm một câu là tâm ở đâu, tâm anh là gì, thì mình biết. Cái đó là cái mình sử dụng hàng ngày, phải không? Nếu không có tâm thì ta không thể nói, không thể đi, không thể đứng, không thể ngồi, không thể cười, không thể hành xử. Và mọi điều ta đều vận dụng tâm ra để nói. Thế mà hỏi tâm là gì, anh chỉ nó dùm thì mình chịu thua. Và không phải phàm phu mình chịu thua, mà người xưa cũng chịu thua. Như Đệ Trung Thượng Sĩ là một thiền sư lớn của Việt Nam, khi nói về tâm thì ông có hai câu rất là dễ nhớ. Tâm tâm tâm
nan khả tầm, khoan thời biến pháp giới, tác giả Bất Dung Tâm. Tâm tâm tâm, tại sao ông dùng ba từ như vậy? Tại vì tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai, nan khả tầm là không tìm được, không thấy bóng dáng nó đâu cả. Khoan thời biến pháp giới nghĩa là lúc nó mở rộng thì nó bao trùm cả pháp giới, không có biên giới. Mắt của mình nhìn thấy đường viền chân trời, nhưng mà tâm không có đường viền chân trời. Nó như vũ trụ giãn nở đến vô cùng. Đó là cái bề rộng đó, bề hẹp. Trách giả Bất Dung Tâm nghĩa là khi gom lại nhỏ thì có thể để nó trên đầu mũi kim cũng được. Như vậy thì làm sao mà chúng ta tìm được tâm, phải không? Rất là khó. Rồi thiền sư Trương Hoa thì có một câu là kham tiếu thiền nhẫn si độn khách. Kham tiếu là nực cười. Mấy cái ông thiền sư ngu si, bất tương hà ngữ dĩ truyền tâm, là không biết đem cái lời gì để có thể truyền tâm được hết. Dù nói cho mỗi miệng 45 năm như Đức Thích Tôn cũng chưa hề truyền được tâm với ai. Thưa tại sao? Quý vị thấy có ngược không? Thưa tại vì nếu mà cái gì được người khác truyền cho thì cái đó đâu phải là của thiệt, phải không? Nó là của người kia. Anh cho tôi thì anh có quyền lấy lại. Rõ ràng là cái tự hữu chúng ta có mặt, cái tự hữu mà không phải xin, không phải việc, thì cái đó phải tự mình thôi. Cho nên cái điều cản nhất định nghĩa về vấn đề tu hành có nghĩa là không phải thêm cái gì cả. Không phải tu để chứng cái này, chứng cái nọ, chứng cái kia. Vì tất cả những cái mình chứng, mình thành đạt, mình thu hái được là những cái bên ngoài mình đem vào. Trong khi tự hữu ta, bản thể tâm vốn chói ngời và thường tại, nó do cái khả năng mê mờ của chúng ta, do cái tri thức của chúng ta nó nhiễu loạn, nó làm cho cái bản tánh thực nó bị che đi, cái khả năng tỉnh giác nó bị khuất đi. Bây giờ cái điều mình làm trong cái sinh hoạt tu tập nghĩa là mình loại trừ. Có một lần chúng ta có một cái ví dụ về tấm gương đó. Bản thân của tấm gương nó sáng trong và không hề có một hình ảnh gì trong đó cả. Nhưng mà đầu tiên người ta chạm vào một ngón tay, nó in hình một cái ngón tay, đặt một bàn tay in hình vào một bàn tay, mà kỳ lạ là cái mảnh gương này nó không chịu giữ cái bản thể trong sáng tĩnh lặng của nó. Cho nên bất cứ cái gì hiện vô là nó cứ chụp hình nó giữ lại. Và cuối cùng khi tấm gương đã mờ rồi thì tấm gương nó tự hào là nó là như vậy. Nó là có hình ảnh con người, có hình ảnh mảnh mây, có hình ảnh vạn thứ trong sơn hà đại địa rọi vào, thì nó nói nó là cái đó. Mà nó quên mặt thực của nó không phải là những thứ đó. Mặt thực của nó là gì? Mặt thực của nó vốn là trong veo, tĩnh lặng. Cái gì đến thì phản chiếu mà không hề chụp hình, không hề giữ lại, mới gọi là tấm gương. Tâm thức của mình nếu thực sự nguyên thủy của nó là gì? Có khả năng phản chiếu chứ. Trong lặng, tỉnh táo, hiện tiền. Bản nguyên nó là như vậy. Nó không hề có những cái gợn sóng ý nghĩ lăng xăng lưu chuyển nơi này. Huống nữa là cái chuyện vui, chuyện buồn, chuyện xấu, chuyện tốt của thế gian ghi vô này thì đâu có đúng. Nó bản thể nó vốn là mặt gương, chứ nó đâu phải là hình ảnh của con chim, hình ảnh của mảnh mây, hình ảnh của bầu trời, hình ảnh của con người. Những cái thứ cao quý như thế không phải là nó, huống nữa là những cái thứ như phân trâu, nước tiểu bò, con chó, con gà, con mèo, vân vân, đâu phải là bản thân của mảnh gương. Ấy thế mà khi mình giận, khi tâm thức mình nó rất là địa ngục, thì mình nói mình đó. Chứ mình không nghĩ là cái đó là cái bóng nó chụp vào. Mình có những nỗi niềm đau xót vô cùng thì mình nói mình là cái đó, chứ mình không nghĩ là mình là cái gì. Tự thân mình đâu phải cái đó. Tự thân mình là cái nhìn thấy nó kia chứ, nhận diện được nó. Bản thể của mình là tấm gương, chứ đâu phải là những cái hình ảnh chụp vào đâu. Cho nên không ai định nghĩa được là như thế. Tại vì định nghĩa được, truyền đạt được,
là những cái của tôi cho anh, nhưng tự thân anh là đã có sẵn. Phật của anh đã có sẵn từ bao giờ? Cái bản tính thanh tịnh sáng suốt bản nhiên thường hằng soi chiếu là của anh, nó đã có rồi, đâu ai cho. Mình đâu phải học nhà trường bán mình cái đó, đâu phải tôi tới đây tôi có mặt tôi giảng giải kinh pháp cú quý vị mới có, phải không? Những cái điều này là những cái gợi ý. Và cái trách nhiệm của những người tu học chúng ta là quay trở lại để nhận nó ra, nhận nó từ nơi chính mình mới phải. Anh thể hội được, anh nhận được, anh liễu tri được tự anh và một niềm tin vững chắc. Và khi anh trình bày cái điều anh liễu tri đó, anh ngộ đó, và những vị thầy sáng mắt gật đầu nói đúng, cái điều anh nhận đó là hợp với tâm tông của thập phương chư Phật chư Tổ ngày xưa, thì từ đó anh khởi đầu cái con đường đi về. Thế thôi, chứ không kề hề có cái chuyện là dùng điện thoại gọi rồi truyền tấm ấn được, cũng không hề có cái chuyện văn căn màn kín mít rồi vô đó một thầy một trò truyền tấm ấn đâu đó, cũng không có hề đúng cái chuyện đó bao giờ. Trước khi đi vào cái bài này, có những cái từ rất là quan trọng, chúng ta thử đi vào những cái từ ngữ trước. Trong bài này nó có mấy cái từ. Từ thứ nhất là cái từ pháp. Trong các pháp tâm ta làm chủ. Pháp là cái từ quen lắm. Cái nghĩa cạn nhất của cái từ pháp là gì? Tức là tam tạng thánh điển của Phật, đó là pháp. Đức Phật đã giảng pháp 49 năm. Và một cái câu nói trong Hán Tạng thường nói và các thầy thường nói, chúng ta thử làm quen, đó là tam thừa. Tam thừa thì thừa gì? Nhân thiên thừa là một, Bồ Tát thừa là hai, Phật thừa là ba. Hay có nhiều nơi còn gọi là ngũ thừa nữa: nhân thừa, thiên thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa. Có nơi thì gọi ba thừa. Ba thừa thì chúng ta có thể hiểu là tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Nhị thập phần giáo là gì? Mình tưởng là kinh điển Phật có 12 phần, 12 bộ loại, thưa không có đúng. Kinh điển Phật có 12 thể tài, gọi là thập nhị phần giáo. Mình nhớ gì như mình có chia sẻ với các vị cái này, pháp không? 12 thể tài kinh điển đó. Xin lỗi, thập nhị phần giáo. Tức là trong một cuốn kinh nó có thể có mặt hai thể tài hoặc ba thể tài. Ví dụ như cái thể tài đầu tiên được gọi là trường hàng. Trường hàng là gì? Tức là một loại tản văn, như kinh Pháp Hoa, kinh Di Đà, như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp của độc viên, vân vân. Văn xuôi, văn trường hàng, tức là tản văn. Thể tài thứ hai được gọi là trùng tụng. Trùng tụng là gì? Tức là những bài kệ tụng tóm tắt lại cái văn trường hàng Đức Phật đã dạy. Thế Tôn diệu tướng cụ, ngã kim trùng dẫn bỉ, vân hà quán thế âm. Đó là văn trùng tụng của kinh Phổ Môn. Quý vị tụng hàng ngày, tôi có tụng đâu mà tại sao quý vị không nhớ chứ hả? Đó là thể tài thứ hai. Và thể tài thứ ba đó gọi là cô khởi. Cô khởi là gì? Từng đoạn kệ kinh Pháp Cú ngắn ngắn, gọi là cô khởi. Cũng là một dạng kệ tụng, nhưng mà không hề liên hệ gì đến cái văn trường hàng cả. Đức Phật thuyết một bài kệ ngắn, gọi đó là cô khởi. Nó độc lập hoàn toàn, không liên hệ gì với cái văn học của trường hàng, gọi là cô khởi. Thứ tư là bổn sanh. Đức Phật nói về những tiền kiếp xa xưa của Ngài từng tu Bồ Tát hạnh như thế nào, từng ở cung trời bao nhiêu lâu, từng đầy đọ xuống địa ngục bao nhiêu lần, vân vân và vân vân. Kể lại chuyện tiền thân của Đức Thế Tôn. Và hầu như chưa có một tôn giáo nào có một cái thư tịch
về cuộc đời quá khứ mà dài mà nhiều như cuộc đời Đức Bổn Sư cả. Chúng ta có cả một kho tàng truyện cổ Phật giáo đó, nhưng mà chưa hết, còn rất là nhiều. Và truyền thống của Phật tử Nam Tông là cái ngày Phật đản, có khi nguyên một tháng Phật đản, người ta dành thì giờ diễn lại những cái màn kịch cuộc đời của Đức Bổn Sư, những kiếp quá khứ. Chẳng hạn như chuyện Thái tử Su Đại No, vân vân, rất là nhiều chuyện. Chuyện vua Trường Sanh, vân vân. Trong tương lai Phật tử mình phải có một cái tủ sách của chùa, có những cái bộ kinh căn bản nè, có những bộ truyện để đọc nè. Thứ năm là bổn sự. Bổn sự cũng là một cố sự Đức Phật thuyết về những cái tiền kiếp của các vị A-la-hán đệ tử của Ngài, gọi là bổn sự. Tu nhân thinh văn, tu nhân duyên giác như thế nào, vân vân. Cái nhân duyên thế nào mà bây giờ làm đệ tử của Đức Thế Tôn. Có một câu chuyện về bổn sanh bổn sự rất là dễ thương, các vị còn nhớ không? Cái lần đầu tiên Đức Thế Tôn về thăm nhà, chúng ta biết là Ngài bỏ nhà Ngài đi tu lúc gia du còn trẻ lắm, mới sinh đứa con đầu lòng thôi. Và Ngài đi biền biệt luôn 6 năm khổ hạnh, không có một cái email về, huống nữa là thơ. Điện thư là cái đóng lọc cọc về gửi về rất nhanh, mà Ngài còn không làm, huống nữa là viên cái thư. Biền biệt mỏi mòn cô Gia Du Đà La nhà trong mòn con mắt. Và cái lần đầu tiên Đức Thế Tôn về thăm nhà đó là sau mùa an cư thứ hai, thứ nhất. Khi thành đạo xong rồi, sau mùa an cư ở Lộc Giả Quyển, Ngài về thăm lại phụ vương. Thì khi mà vào cung thì Gia Du Đà La phục xuống chân Ngài, ôm hai bàn chân Ngài, nước mắt đầm đìa. Dĩ nhiên là cái truyền thống Ấn Độ, cái người vợ rất là kính trọng, tuân phục chồng. Và đó là cái việc làm đó vừa thể hiện cái tình thương của người vợ, mà cũng là cái sự cung kính đối với một bậc thầy về cung đình. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài rất là bất mãn. Ngài nói rằng bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã ly trần cấu, sạch cấu nhiễm, không còn ô uế nữa. Hôm nay vì cớ gì mà Ngài để cho nước mắt của người đàn bà ướt đẫm chân Ngài? Đức Thế Tôn bảo: Này Xá Lợi Phất, ta nhớ cách nay ngàn vạn kiếp xa xưa, ta là một người dân nghèo, Gia Du Đà La là một cô gái quê tên là Lúc Mít. Và khi nàng làm vợ của ta thì gia đình rất là nghèo, ta rất là thương yêu nàng, cho nên ta nghĩ rằng mình phải làm cái điều gì đó để mang hạnh phúc đến cho người mình thương. Cho nên ta theo một đoàn người vượt biển để tìm châu báu. Và biển khơi sóng gió muôn trùng, nhưng mà ta đã vượt được. Và trên cái đoạn đường trở về, ta mang về một hạt minh châu lớn và rất đẹp, định tặng cho nàng. Đến chừng vào đến thôn trang thì biết ra một điều là cái tai nạn đói kém nó phủ trùm lên cái vùng đất đó, cho nên người ta chết như rạ. Ta bàng hoàng vô cùng. Ta chạy về thì thấy là Lúc Mít đang nằm chờ chết. Ta mới đem cái viên minh châu mà ta kiếm được, to như nắm tay, quý vô cùng đó, ta đem chạy khắp đồ làng cuối xóm xin đổi cho được một bát gạo thôi, đem về nấu cháo đổ cho nàng Lúc Mít. Ngày xưa ta được một cái của báo gọi là vật chất hèn mọn, là một viên minh châu bé nhỏ, mà tấm lòng thương ta đủ lớn, đủ rộng, đủ mênh mông để đổi nó lấy gạo cứu một con người. Huống nữa bây giờ cái đạo vô thượng bồ đề ta đã thành đạt được, nó là một loại kho báu đầy cả hư không. Ta có ngại gì mà có thể tặng được cho tất cả chúng sinh? Huống nữa đây là người đã từng có nhân có duyên với ta nhiều nhiều kiếp.
các vị cứ tưởng là đạo Phật là cái đạo không có nghĩa tình, đi tu là cắt đứt hết tình cảm và ân nghĩa của nhân gian, chứ không. Hãy nhìn cuộc đời Đức Phật quá khứ rồi các vị thấy là gì? Là một người đầy lòng thương yêu. Đó là một trong ngàn vạn cái câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật ngày xưa. Và thứ sáu là nhân duyên. Nhân duyên là gì? Thưa, trong văn học của Phật giáo, các vị dở kinh điển Nguyên Thủy ra, các vị thấy là có khi có những cái quyển kinh rất là cái tựa kinh rất là vui, là kinh gò mối, kinh gỗ mục, kinh sừng bò. Tại sao? Thưa, mỗi một lần Đức Thế Tôn gặp một cái cớ sự gì, cái nhân duyên gì mà Ngài tiếp xúc được, Ngài thấy là điều đó có thể triển khai thành một bài pháp thoại để giúp cho chư tăng tu tập, thì Ngài liền tức khắc vận dụng cái điều kiện ấy dạy cho chư tăng. Gặp một người bắt rắn thì Đức Thế Tôn dạy kinh người bắt rắn. Mà đâu phải cái tên nó đơn giản như vậy mà kinh không hay, rất tuyệt vời. Ngài nói là: này quý thầy, học giáo pháp của ta phải giống như người bắt rắn. Người bắt rắn và thông minh á, thì anh cầm cái nạng, anh không có chặn cái đuôi của rắn. Tại chặn đuôi thì nó mổ mình chết. Anh không thể chặn cái khúc giữa của rắn. Khúc giữa khi thò tay cũng có thể bị chết vì con rắn nó cắn mình. Người thông minh phải biết dùng cái nạng kia chặn ngay đầu con rắn, và rồi thò tay xuống lượm con rắn bỏ vô trong hũ mình mà thôi. Giáo pháp của ta, người thông minh hãy biết học và hành trì, chứ không phải là học để lấy nó làm cái kiến thức mà đi tranh cãi một, hoặc là buôn bán là hai, làm tiền là ba. Và hãy thông minh, đừng có coi giáo pháp ta là một chiếc chìa khóa để trên bàn thờ. Chiếc chìa khóa để mình làm gì? Tra vô ổ khóa, mở nó ra. Khi mở được chiếc chìa khóa đã xong việc chưa? Chưa. Mở chiếc chìa khóa không biết kéo cái cửa ra thì cũng ở tù. Tất nhiên chúng ta sẽ gặp nó trong những phần khác, giải thích sơ cho các vị thấy là thập nhị phần giáo, có nghĩa là 12 thể tài. Tất nhiên là còn 6 thể tài nữa, hẹn có dịp sẽ cung cấp cho các vị. Cái nghĩa thứ hai của pháp có nghĩa là phương pháp. Như chúng ta vừa nói, giáo lý của Phật là một phương pháp. Cái phương pháp này nó dùng để chúng ta thực tập giải trừ cái nỗi khổ của thân tâm chúng ta. Tất nhiên phương pháp nó như một cái chiếc chìa khóa vậy. Có khi chúng ta rất là vụng về, chúng ta coi cái phương pháp này, coi cái chiếc chìa khóa này là cái món đồ đáng tôn kính, cho nên để lên bàn và thờ và lại. Mà quên một điều quan trọng là chiếc chìa khóa này dùng để mở vào cái ống khóa. Cái giai đoạn khó khăn khi ta cầm chiếc chìa khóa để mở vào ống khóa đòi hỏi cũng phải thông minh. Bằng không thì mình tra cái chiếc chìa khóa ngược, mình vặn thì nó hư chiếc chìa khóa mất đi. Và lắm trường hợp mình đã sử dụng cái phương pháp Phật dạy mà tu nó không hợp lý, tu nó sai đường. Đó là cái điều mà chúng ta rất là cẩn thận. Thế nào là sử dụng phương pháp không hợp lý? Ví dụ như mình nương vào cái tinh thần của kinh điển dạy, là ai mà thọ trì kinh này thì tai qua nạn khỏi, ách nạn tiêu trừ. Và thọ trì kinh Phổ Môn thì vào trong lửa, lửa không cháy, vào trong nước, nước không nhận chìm. Nhưng mà mình đơn giản, mình tin một cách ngây thơ là đã tụng 1000 biến Phổ Môn thì có thể nhảy vào lửa thì lửa không cháy, hoặc nhảy xuống nước dù không biết bơi thì nước nó cũng không nhận chìm. Có khi không đúng như vậy. Thưa, tại sao?
Tại vì kinh điển có những cái tầng nghĩa khác nhau. Đức Thế Tôn vận dụng rất là nhiều cái tầng nghĩa ở trong một câu kinh. Vào nước không bị nước nhận chìm nghĩa là gì? Khi mình đủ tuệ quán như Đức Quán Thế Âm, có khả năng lắng nghe được cái tiếng nói thâm sâu từ cái bản thể nguyên nguyên của mình gọi về, mình trực tiếp thể nhận được cái tâm thể bất sinh bất diệt của chính mình, thì lúc bấy giờ cho dù cái sông ái nó ngàn dặm, nó có nhận chìm mình không chìm được. Mình quay về tự nhận được cái tâm thể của chính mình thì cái cơn lửa dữ của giận, của sân si, nó đốt cháy ngùn ngụt nhân gian. Mình đi thảnh thơi ở trong giữa cái chốn sân si hờn giận mà không bị đốt cháy. Tâm mình vẫn mát, vẫn dịu, vẫn an tường, đi giữa ngàn vạn con người đang hùng hục đổ lửa. Chỉ cần nắm một cái phương pháp gần gũi để thực tập được, chẳng hạn như có một cái cơn quả diệm sơn nó đang bốc cháy trong ta, ta chỉ cần làm một việc rất là đơn giản là hãy ngắm nhìn cái quả diệm sơn nó đang cháy. Một là mình luyện mình vào ngọn lửa để mình bị cháy. Khi mình thấy mình đang giận thì mình đang luyện mình vào quả diệm sơn. Nhưng mà lúc mình hồi phục, mình nói tôi đang giận, tôi đang sân si đây, thì rõ ràng là sân si là cái đối tượng mình nhìn thấy, mà mình là cái khả năng đang nhìn cái sân si, chứ mình đâu phải là đang sân. Thì lúc bấy giờ chỉ cần thực tập chừng đó chuyện là mình đã đi lòng lộng ngang qua lửa dữ, mà lửa không cháy bén được áo mình. Cho nên phải rất là thông minh. Bằng không thì mình không có khả năng sử dụng chiếc chìa khóa kia. Có khi mình mở được cánh cửa rồi, mà cánh cửa kia nó đòi hỏi mình phải đẩy ra chứ không phải kéo vào. Mà mình không chịu đẩy ra, mình kéo vào, thì rõ ràng là mình vẫn còn là người ở trong tù ngục, chưa thể thoát ra được. Cho nên ta hãy nhớ cái chữ pháp ý nghĩa thứ hai, có nghĩa là phương pháp là như thế. Nó đòi hỏi chúng ta sử dụng những cái điều mình học tập trong kinh điển rất là thông minh. Cái nghĩa thứ ba của pháp có nghĩa là niết bàn thực chứng của Phật. Trong văn học A Hàm nói nhiều cái này. Người nào thấy Như Lai là thấy được pháp. Như vậy pháp là cái trạng thái của niết bàn tịch tỉnh, xa rời phiền não cấu uế, nghĩa là cái chân lý tối hậu chứng nghiệm gọi là pháp. Nói những cái từ đó thì nghe nó xa vời quá. Nói cái từ gần hơn dễ hiểu. Niết bàn là cái trạng thái tỉnh tại an lạc lặng lẽ chiếu soi của tự tâm. Người nào chứng được cái trạng thái của tự tâm như vậy gọi là chứng được pháp. Nghĩa thứ tư của pháp là cái lý bản nhiên của mọi vật. Cái này thì nó trùng với một cái từ của đạo lão. Từ gì? Từ đạo. Lão Trang có những cái ví dụ về cái này. Ví dụ như con gà và con vịt, trứng thì giống nhau, và cái chu kỳ ấp để nở cũng giống nhau, và khi anh ta mới nở, anh ta ăn, anh ta uống, anh ta chơi thì cũng giống nhau ấy. Thế nhưng mà khi nó lớn lên thì tự động nó lội xuống nước. Cũng là loài có lông, cũng là có chân, giống y như nhau ấy, thế mà nó khác nhau. Như vậy thì cái lý bản nhiên là cái chương trình đã lắp đặt, đã cài sẵn trong tự thân của mỗi sự mỗi vật. Cò thì sinh ra tự nhiên cái chân, cái cổ nó thì cao, phải không? Vịt sinh ra thì tự nhiên cái cổ nó thấp và chân nó thấp. Người ta không thể kéo chân vịt ra cho nó dài, và không thể thun cái cổ cò lại cho ngắn được. Tại vì mọi vật nó đều có cái lý bản nhiên của nó, cái đạo thường hằng trong tự thân đó. Loài gấu trắng ở miền Bắc Cực nó sinh trong cái điều kiện, cái môi trường như thế. Cho nên thay vì giấu thức ăn như con người để có thể dự trữ qua một mùa đông, thì nó thông minh hơn mình rất nhiều lần. Nó giấu ở đâu? Giấu trong thân đó.
vào cái mùa kiếm được thức ăn thì nó ăn và nó thành cái trữ lượng mỡ rất là lớn trong thân, và 6 tháng mùa đông nó chỉ nằm nó ngủ, ngủ vùi để cho cái năng lượng cơ thể không bị tiêu tốn là một, và mỡ nó cứ tan dần 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 dần, nó nuôi cơ thể. Và khi mùa xuân đến, ánh nắng mặt trời vừa chói đến thì anh vung vai anh đứng dậy. Và rõ ràng là trong 6 tháng anh chỉ cần nuôi ảnh bằng cái nguồn cung cấp tự nội thôi mà không cần bên ngoài. Chúng ta có thể tự hào mình thông minh hơn cái loài động vật kia rất nhiều lần. Mình gửi ngân hàng đâu có chắc, chôn dưới ở nhà dưới nền nhà cũng không có chắc. Và đã có nhiều người nhà giàu sau cái cuộc đổi đời trở thành nghèo khó là tại vì ra đi đâu có lấy được cái gì. Cái của mình chôn thì mình ra đi rồi đâu có lấy được, cái của mang theo thì không mang theo được. Cho nên chưa hẳn là ai thông minh hơn ai. Và điều này rõ ràng là cái loài động vật kia nó đâu có thèm tới trường nó học. Đâu có ông nào có cái bằng PhD mà dạy cho nó cái nọ cái kia đâu, mà tự nhiên nó rất là thông minh. Mỗi loài đều có một cái đặc tính thông minh mà con người không thể bắt chước được. Loài hải ly, chắc các vị biết hải ly chứ, tức là cái loài mà nó có khả năng nó cưa cây rất là tuyệt vời, con người chịu thua nó. Nó đến một cái vùng nước nào nó cảm thấy nơi này có thể làm nhà được, có thức ăn được, là nó cắn cây trong vòng ít giờ đồng hồ sau là cây lớn mấy cũng ngã cái đùng xuống. Mà đặc biệt là ngã để chặn được dòng nước, để làm cho cái nơi nó làm cái hồ, chứ không phải ngã một cách vô lý là ngã qua bên kia bờ sông, ngã trên bờ bao giờ. Tại sao nó thông minh vậy? Ấy là cái lý bản nhiên thường hằng nó đã có mặt trong tự thân, cho nên nó đã có tuệ giác sẵn rồi. Không cần bố mẹ dạy, không cần ông bà gì dạy cả, không cần cấp sách đến trường, không cần xã hội xung quanh đào tạo gì, mà tự nó đã có đạo trong mỗi sự mỗi vật như thế. Và cái ý thứ năm pháp mới là quan trọng này. Đó là tất cả sự vật hữu hình, vô hình, vật chất hay tâm linh, cụ thể hay trừu tượng, đều gọi là pháp cả. Trong Di Thích học họ định nghĩa một câu là nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Tức là cái gì mà nó giữ được cái bản chất của nó, cái công năng của nó, cái hình dáng của nó thì được gọi là pháp. Ví dụ như cái viết này, nhìn vào nó thì người ta không thể lẫn lộn cái viết này và cái ngón tay của mình bao giờ, gọi nó là pháp. Cùng là một cái viết nhưng mà nhìn thì người ta biết cái viết này khác với cái viết của các vị cầm. Cho nên mỗi thứ, mỗi sự, mỗi vật là một pháp. Nhìn cái ly, bất cứ một cái gì nó đập vào mắt, nghe vào tai, qua lỗ mũi vân vân, mà mình phân biệt được cái đó khác với cái khác, nó gây cho mình một cái ý niệm và mình gọi nó được một cái tên thì gọi là pháp. Đó là mình nói về cái khả năng bên ngoài hướng ngoại. Và cái điều thâm sâu hơn đó là trong ngôn từ Di Thức học gọi là tiền trần lạc tạng tử cũng gọi là pháp nữa. Tức là những cái hình ảnh của năm trần rơi rớt vào tâm thức mình, những cái ấn tượng nè, những cái hồi ức nè, những cái tưởng tượng nè, đều gọi là pháp cả. Ví dụ như cách nay 40 năm, mình có một lần ghé phố Khâm Thiên, mình ăn một tô phở Bắc. Từ 54 mình đã đi vào Nam, mình xa cách cái đất Thăng Long yêu mến quá lâu rồi. Rồi từ sau 75 mình lại qua đây, mình chưa có một lần nào trở về. Và mình không có cái may mắn sống giữa cộng đồng người Việt, cho nên mình chưa hề thưởng thức lại cái món phở ở Khâm Thiên bao giờ. Và tới chuyện qua đây, một hôm mình nghe một người đó nói giọng đặc Hà Nội, và người đó nhắc lại cái tô phở nóng của phố Khâm Thiên ngày xưa. Cái tự nhiên ký ức của mình nó hồi phục lại, nó nhớ lại mồn một cái tô phở nóng, và nó nghe lại được cái mùi thơm của phở. Và
nó còn tưởng tượng ra là ngồi chung quanh bao nhiêu người cũng răng đen như hạt na, cũng đang nói chuyện giòn tan về văn hóa, về con người, về thức ăn của Hà Nội. Thưa, những cái điều đó ở đâu mà có mặt vậy? Những hạt giống nó được chôn trong tâm thức của ta. Khi có điều kiện nó nổi lên thì tất cả những cái hình ảnh à, về âm thanh, về màu sắc, về mùi vị, về hình ảnh con người, vân vân, đều gọi là những cái pháp trần cả. Kể cả những thứ rất là trừu tượng mình chưa từng gặp, không có mặt ở trong sự thật của cuộc đời. Ví dụ như mình nghe nói là sừng thỏ. Thỏ dĩ nhiên là không có sừng bao giờ, nhưng mà mình đã có cái ảnh tượng về sừng của con bò, sừng của con trâu. Cho nên nghe nói tới sừng thỏ thì mình lập tức có thể hình dung được cái sừng liền. Thì cái dạng đó, cái dạng trừu tượng này cũng gọi là một pháp. Vân vân, nghĩa là tất cả những cái hình ảnh nào nó làm gợi lên trong tâm trí mình, mình có thể định danh được, hình dung được, tưởng tượng được, thì đều gọi là một pháp cả. Và thưa đại chúng, chúng ta tu trên pháp nghĩa là ta tu cái gì? Cạn thì ta đang thực tập những cái phương pháp, cạn hơn nữa là ta đang học tập Tam Tạng Thánh Điển. Nhưng mà cái khả năng quán chiếu và thực tập pháp là mình thực tập ngay trên từng pháp có mặt trong tâm thức mình. Ví dụ như giận là một pháp. Nếu mình đủ thông minh quán chiếu thì khi cái giận nó có mặt thì mình sống với cái giận liền. Tu không có nghĩa là mình loại trừ tất cả những cái tâm hành, những cái tình cảm có mặt, mà mình phải làm thế nào sống được ngay cái phút giây hiện tiền này trên những cái pháp hiện khởi của tâm. Mình làm thế nào để sống được cái pháp giận ở trong tâm thức ta? Ví dụ như nó có một niệm giận tới, thì điều thứ nhất là mình đừng có đánh mất mình trong cơn giận. Điều thứ hai là mình không dùng một cái cách thế gì khác để loại trừ nó đi cả. Mình chỉ làm một việc đơn thuần là nhìn cái giận, nhận diện cái giận. Đó là ta đang thực hành pháp. Và đạo lý nhà Phật dạy các vị phải dừng trên từng pháp một để tu tập, để quán chiếu, thì cái phương pháp này là phương pháp mà Phật Tổ đã truyền đạt cho chúng ta. Chúng ta có thể dừng trên thân, có thể dùng hơi thở làm pháp. Mình đầu tư trọn vẹn cái niềm đam mê và cái sự thực tập của mình vào hơi thở. Hơi thở vào, hơi thở ra đều có mặt cái sự chú ý của mình. Đó gọi là thực tập niệm thân, niệm hơi thở. Và thưa, không hề có một cái thứ thiền định nào, không hề có một thứ thiền nào vượt ngoài bốn lĩnh vực quán niệm là thân, thọ, tâm, pháp cả. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp là nền tảng của giáo lý Phật và của pháp tu Phật dạy. Chúng ta bị đầu độc do cái văn học Hán Tạng. Chúng ta nghĩ là tất cả pháp ấy là pháp tiểu thừa, sai lầm vô cùng. Nội cái từ tiểu thừa ta dùng để gọi Phật giáo nguyên thủy là một cái từ rất ư là xúc phạm. Nó gây nên cái tình trạng chia rẽ không cần thiết trong nội bộ đạo Phật. Thứ hai nữa là cái từ dùng này nó thể hiện cái sự kiêu ngạo của một cái truyền thống tu rất là vô lý. Trong khi cái pháp hành của Phật dạy ngày xưa làm gì có tiểu và có đại, và không hề có một phương pháp gì lọt ra ngoài bốn lĩnh vực quán niệm của Phật giáo nguyên thủy dạy hết. Có dịp chúng ta học vào, các vị sẽ thấy là bốn lĩnh vực quán niệm, tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, là nó bao trùm luôn tất cả những cái pháp hành của Phật dạy. Đó là chúng ta đi ngang qua cái từ pháp, tôi giải thích sơ để các vị thấy. Và cuối cùng xin có một cái nhắc nhở kết luận là thực tập pháp
cũng như cái sự thực tập chúng ta là dừng lại được trên từng pháp một của tâm hành. Ví dụ như cảm thọ của mình được gọi là pháp, phải không? Cái cảm thọ vui là một pháp, cảm thọ buồn là một pháp, cái sự ganh tị có mặt trong tâm là một pháp, sự giận hờn nó có mặt trong ta cũng là một pháp. Mà thông thường mình có một cái khuynh hướng là tất cả những cái tâm hành tiêu cực có mặt mình xua đuổi nó đi. Mình xua đuổi có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình không có sống được với cái đương niệm hiện tiền ngay nơi đây và giờ phút này. Khi cái tâm thức mình nó có một thói quen là xua đuổi những cái gì nó không ưa, thì nó sẽ có một cái thói quen kế tiếp là thích kéo lại những cái gì nó ưa. Và khi cái ưa có mặt thì nó không an trụ được trong cái niềm vui của nó, mà nó lại có một cái lo lắng là làm thế nào để giữ cái điều này lại cho còn, cho lâu. Như vậy thì cái vui có mặt thì ta cũng không có cái điều kiện để ta sống trọn vẹn với niềm vui. Cái buồn đến thì mình lo sợ, mình cố loại trừ, cho nên mình chưa hề chiêm nghiệm, chưa hề học được, chưa hề quán chiếu được cái pháp buồn. Pháp vui đến mình cũng vụt mất khỏi tầm tay, cái buồn đến cũng vụt mất. Và như vậy cuộc đời mình lang thang, hết quá khứ chạy tới tương lai mà chưa hề dừng tâm lại ngay trong hiện tại. Thưa đại chúng, là sự sống chỉ có mặt trong hiện tại mà thôi. Sự sống không hề ở quá khứ mà cũng không hề tương lai. Nó là cái gì rất là màu nhiệm trong từng hơi thở vào hơi thở ra. Và nếu mình không dừng được tâm mình trong cái hơi thở vào hơi thở ra, thì hơi thở mình sẽ không có phẩm chất của một hơi thở, không có chất lượng của một hơi thở, thì dĩ nhiên là nó không có khả năng nuôi dưỡng được thân và tâm. Mình đặt tâm mình vào hơi thở thì hơi thở mình có phẩm chất. Cũng như mình đặt tâm mình vào con mắt thì trong cái nhìn của mình nhìn mọi vật rất là tỏ tường. Mình đặt tâm mình vào cái bàn tay thương yêu thì mình bồng con lên, tự nhiên nó cảm nhận được cái năng lượng ấm áp của tình phụ tử hoặc tình mẫu tử. Mọi vật đều đi theo một con đường như thế cả. Sự sống chỉ có mặt ngay nơi từng hơi thở vào hơi thở ra. Mình không an trụ được pháp, không tu được trên từng pháp như thế, là cái cuộc đời mình vụt qua khỏi kẻ tai. Không những trong một đời này mà nhiều kiếp mình cũng đánh mất cuộc đời mình nữa. Thưa đại chúng, cái từ thứ hai chúng ta đi vào là cái từ tâm, phải không? Trong cái bài này nó có ba cái chữ để cho chúng ta làm quen thôi. Tâm. Thưa, chúng ta đã có dịp chia sẻ về cái chữ này, nó có ba cái tầng nghĩa. Tầng nghĩa cạn nhất có nghĩa là ý, tầng thứ hai gọi là thức, và tầng thứ ba gọi là tâm. Có một cái ví dụ để cho chúng ta có thể hiểu rất là dễ. Chẳng hạn như mình nhìn thấy một núi băng nổi trên mặt biển, mình chỉ nhìn đơn giản thì mình thấy là băng nó chỉ bao lớn vậy thôi. Nhưng mà nếu có điều kiện thăm sâu để lặn xuống thì mình thấy là băng nó ở dưới nó lớn gấp nhiều lần so với cái nổi trên mặt biển. Cái phần ý thức của chúng ta nó rất là cạn, nó sinh khởi, nó có mặt rất là mỏng manh, rất là bé nhỏ so với cái phần chìm của cái gọi là thức này. Cái này nó được gọi là bản năng, là tính cách của một con người. Ví dụ như một cái con người kia rất là dễ thương, rất là hiền, mình cứ nghĩ là cả cái con người đó là hiền, dịu, là dễ thương. Nhưng mà bất chợt một hôm mình phát giác ra là con người kia rất ư là độc ác ở bên trong, và xảy ra một cái sự vụ nghiêm trọng là họ giết người. Mình rất là kinh hoảng, mình nói tại sao cái con người hiền hậu dễ thương kia mà lại có thể làm những chuyện như vậy.
Thưa, tại vì cái phần nổi là cái phần cạn người ta có thể khống chế được, và cái phần chìm là những cái hạt mầm của bạo hành, của sân hận, của si mê, nó rất là nặng nề, chưa có cái điều kiện phát triển, cho nên ta chỉ thấy cái phần cạn mà thôi, ta không thể thấy được cái phần chìm, những cái hạt mầm được giấu ở trong tâm thức họ. Và cái phần cuối cùng, phần tâm này ta có thể ví dụ nó là biển khơi mong mênh. Nó làm nền tảng cho cái tảng băng ngầm này có mặt. Nó cũng là cái nền tảng để dung chứa cái tảng băng nổi này có mặt. Nó vốn là không có biên giới, không có hạn lượng. Cái thể tâm nó rộng, nó mênh mông như vậy. Tất cả những cái có, ví dụ như vật chất hữu hình và sinh vật, và kể cả nhiều cái hành tinh có mặt trong cái thái dương hệ của mình, nó đều được che chở, được sinh trưởng từ cái nền của không gian mênh mông. Nếu không có cái không gian mênh mông này thì không thể có mặt hành tinh này. Đó là mình lấy một cái ví dụ rất là lớn để nói. Trong một cái ví dụ nhỏ hơn là nếu căn nhà này nó không có một cái quãng không gian rộng thì nó không có khả năng để dung chứa được bàn, được ghế, được con người. Cho nên tất cả những cái mà ta gọi là có, nó được làm bằng cái không, nó được đặt trên cái nền của cái không. Nếu mà không gian là một cái vật thể đặc, không có một quãng trống nào hết, thì chắc chắn là vạn loại hữu tình không có điều kiện sinh trưởng. Đó là bên ngoài. Bên trong, nếu tâm thức mình mà thực sự không vắng lặng, không vô ngã, không thanh tịnh bản nhiên, thì sẽ không thể có được cái thức, tức là những hạt mầm sinh khởi, không có được cái ý tưởng lao sao này. Tất cả những cái lao sao phù động, vui buồn, thương ghét vân vân, nó đều có mặt trên cái nền tảng của tâm bản nhiên thanh tịnh. Nó là cái bóng của tâm bản nhiên. Vô minh thực tính, tức Phật tính quyển hóa, không thân tức pháp thân, là như thế. Nếu không có con người thật này thì làm sao có cái bóng? Tất cả những cái mà mình gọi là thức, là ý ở phần cả này, nó là cái bóng của tâm mà thôi. Nếu không có đại dương mong manh thì chúng ta sẽ không thể thấy được băng tuyết vĩnh cửu đang có mặt. Và nếu không có đại dương mong manh thì không thể có sóng ba đào nổi lên trên, và những cái nhỏ lăng tăng như là những cái bọt, những cái chùm bọt, những cái hạt bọt bé nhỏ cũng không có điều kiện mà sinh trưởng nữa. Nếu không có một cái tâm thể bản nhiên thanh tịnh, cái Phật tâm rạng ngời, thì không từ đâu mà có mặt cái vô minh, cái vọng động, cái bất giác cả. Mà tự thân, thưa có một điều nói thêm nữa là tự thân những cái băng, tuyết, bọt, bóng, sóng, biển, ba đào, vân vân, thách thức nó, dù nó làm ngàn vạn cách, nó không thể nào làm tiêu diệt được mặt biển mênh mông được hết. Ví dụ như mình quay trở lại tâm thức mình nhận diện một điều. Có thể các vị có những nỗi buồn chết người, có thể các vị có những cơn giận kinh khiếp, nhưng mà tất cả những cái buồn, cái giận, cái ưu tư, cái sầu não này, nếu mình biết được một cái phương pháp luyện đá hóa thành vàng, tức là phương pháp nhận diện nó, nhìn ngắm nó, thì tự thân những cái thứ đó, những cái thứ bọt bóng sống còn đó, tự nhiên nó sẽ lặn xuống một cách rất là dễ dàng, nó trả về cho đại dương mong manh cái sự bình thản muôn thuở. Nếu có dịp mình nhìn ngắm cái cơn giận của mình thì cơn giận này nó sẽ chìm lặng mất, tan hòa mất trong cái biển thâm mong manh của ta thôi. Dù chúng ta có mang cái nỗi buồn tới 5 năm, 10 năm đi nữa, nhưng mà khi mình có cái cơ hội hồi phục năng lượng chánh niệm, quán chiếu về nó thì nó tan biến không còn một bóng dáng gì hết.
Thưa, cái chữ thứ ba là chữ nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp là một cái thói quen nó thúc đẩy mình không có dừng lại được, gọi là nghiệp. Ví dụ như lúc bé khách tới nhà, ông bố ông kêu con à, con vô lấy thuốc mời khách, để thể hiện cái sự thương yêu của ông bố. Ông nói con dấn giùm bố điếu thuốc, dấn xong nó con đốt đi. Mình khờ dại mình đốt, cái mình sặc lên sặc xuống mấy lần. Hôm sau khách tới, ông biểu con lấy thuốc, con đốt, con dẫn con đốt giùm. Thì lần thứ hai mình đốt thuốc giùm ổng, không có sặc nữa. Cái lần thứ ba nó quen hơn một chút, lần thứ tư cái mình cảm thấy khói thuốc hơi dễ chịu. Cái sau đó thì không cần ổng kêu lấy thuốc nữa. Mỗi lần khách tới mình tự động mình bưng thuốc ra là mình dẫn, mình đốt, mình đưa cho ổng. Và rồi không lâu sau đó là mình sắm cái hộp riêng, chứ không có ổng điếu mình điếu gì hết. Và lúc bấy giờ nếu có một cái cơ, có một cái điều gì đó nó làm cho mình không thể hút thuốc được, thì khi mà nghe khói thuốc của ai ngoài đường phát vào là tự nhiên mình giống như bị dụ thị, mình đi theo ngay. Gọi là gì? Cái năng lực của thói quen nó hình thành cái sự thúc đẩy bên trong, nó đẩy mình đi. Và cùng một cách thế như vậy, ta có thể suy nghiệm mọi cái tập khí của mình, mọi cái khả năng tiêu cực của tâm hành nó đều đi theo con đường như thế cả. Đâu có cần ai dạy mình dẫn đâu, mà tự nhiên mình sinh ra đời là mình đã có cái đó theo rồi. Đâu có cần ai dạy mình ganh tị đâu, mà tự nhiên thấy người ta mặc áo đẹp hơn lúc bé đó, thì mình đã thấy ganh tị rồi. Đứa nhỏ mà nó nói má tao đẹp lắm là tức tốc là mình phải trả lời lại một câu là má tao đẹp hơn má mày. Nghĩa là cái điều này không cần ai dạy cả. Tự cái hạt giống rất là quen thuộc từ bên sâu nó đã hình thành lâu đời cho chúng ta rồi. Và cái sự có mặt này, sự có mặt của những cái thói quen này, nó có những cái điều kiện nuôi dưỡng. Thứ nhất là từ hạt giống, phải không, của quá khứ, nó tạo thành cái tính chất rất là căn bản, như giận, như hờn, như thương, như ghét. Và cái hạt giống gì mạnh nhất để nó đẩy ta có mặt nơi đây? Thưa, cái hạt giống của ái nghiệp nó rất là mạnh, rất là nặng. Bé thơ 5-3 tuổi đâu đã biết gì ấy, thế mà khi có bạn bè hàng xóm tới chơi là nó rủ nhau nó chơi cái trò vợ với chồng trước rồi đã. Bồng một cái đứa búp bê, cũng hát, cũng ru, cũng con ơi à ơi, rồi cũng dẫn nhau. Đứa 5-3 tuổi nó vẫn coi nhau như là đời sống vợ chồng. Nghĩa là cái tiềm năng của hạt giống ái để nó làm cho con người cắm rễ trong cái nẻo luân hồi rất là mạnh, rất là nặng như thế, không cần ai giải. Cái thứ hai là giáo dục của gia đình. Thưa, nếu mà cái duyên của chúng ta mà thiện nghiệp lớn, mình sinh vào những cái gia đình nó có cái điều kiện để nuôi dưỡng, để trưởng thành, để phát triển tri thức và trí tuệ, và mình được nuôi dưỡng trong cái điều kiện của hạnh phúc, của an lạc, thì cái tính năng dây chuyền này nó có mặt trong đời mình, và nó sẽ nuôi dưỡng nghiệp có mặt luôn đời con cái mình trong tương lai nữa. Và cái điều thứ ba nữa là cái tác động của xã hội. Mình có một cái tâm hành mình, cái khuynh hướng của sự tiêu cực nó lớn mạnh vô cùng. Cho nên trên con đường đi thôi, mà chỗ nào mà có tai nạn giao thông là cái khuynh hướng mình đi ngang đó mình dừng lại, chậm lại để nhìn. Và ở đây thì tôi không biết sao chứ ở Việt Nam thì nơi nào mà thiên hạ đánh đấm nhau là chúng ta chạy tới đó coi thử coi có chuyện gì. Và nếu mà đang xảy ra cái sự vụ mà đánh ghen mà lớn mà nhỏ gì đó thì mình cũng săn tay áo nhào vô đánh tiếp.
tâm thức chúng ta nó có một cái khuynh hướng kỳ lạ như vậy. Và thưa đại chúng là cái giáo dục gia đình là một, cái khuynh hướng của xã hội là hai. Hai cái điều này nó cộng lại, nó làm thành một cái đặc trưng rất là khó để chúng ta cưỡng chế, khó để cho chúng ta có thể loại trừ cái ảnh hưởng những cái khuynh hướng tiêu cực của tự thân và cái khuynh hướng tiêu cực của xã hội mà vững vàng đứng giữa cuộc đời này, không bị sóng gió ba đào xô nghiêng đổ ngửa. Nó là điều rất là khó khăn. Và chung quy lại, từ cái hạt giống thâm sâu của tâm thức cộng với cái nền giáo dục của gia đình và của xã hội, có khi mình giống cái thân phận của một kẻ tội đồ. Hai bên có hai anh chàng lực sĩ rất là lớn đang sóc nách mình, dẫn tới pháp trường, mình cố gắng chống cự mà chống cự không có được. Cái đặc tính của nghiệp nó có cái công năng, có cái tính cách như vậy. Thông minh lắm, giỏi lắm, ngay trong một đời này chúng ta mới có thể chuyển được những cái nghiệp, những cái tập khí rất là lâu đời từ tâm thức của mình được. Đó là cái điều mà các vị lưu ý và quan tâm. Và nghiệp nó có hai thể loại, một là thiện nghiệp, hai là ác nghiệp. Cái gì? Như lời nói nè, như việc làm nè, như suy nghĩ nè, nó có mặt trên cái nền tảng của tâm hành tích cực, thương yêu, rộng mở. Và cái điều đó nó đem đến cái an vui hạnh phúc cho chính mình, cho người chung quanh, hiện đời cũng như trong tương lai, thì gọi nó là thiện nghiệp. Có những cái điều nó mang đến hạnh phúc cho mình nhưng mà nó không làm cho người xung quanh hạnh phúc thì vẫn chưa gọi là thiện nghiệp. Nó đem hạnh phúc đến cho mình và người xung quanh trong ngay hiện đời, nhưng mà nhiều kiếp về sau nó đọa lạc nổi chìm thì chưa phải là thiện nghiệp một cách trọn vẹn. Cho nên chúng ta định nghĩa thiện nghiệp nó có cái chiều kích rất là rộng như thế, mang an vui hạnh phúc cho mình, cho người xung quanh, cũng có nghĩa là cho môi trường sống nữa, và trong hiện đời và nhiều đời về sau nữa, thì được đánh giá đó là một loại nghiệp lành. Nghiệp ác thì nó được thúc đẩy từ cái tâm hành rất là tiêu cực, rất là ác, nó gây tác hại đổ vỡ cho chính mình, cho người xung quanh, cho cả môi trường sống trong hiện đời và nhiều đời, thì gọi nó là ác nghiệp. Thưa, đó là ba cái từ mà chúng ta đã làm quen. Chúng ta đi vào cái bài này, tôi sẽ chia sẻ cùng với các vị những cái vấn đề. Trước khi đi vào nội dung chính của bài, có một điều mà chúng ta đi vào thử. Điều thứ nhất đó là không có biên giới giữa vật và tâm. Duy vật chủ nghĩa mới có mặt chừng trăm năm nay thôi, và ông tổ của duy vật tự hào mình là người duy nhất đẻ ra cái thuyết duy vật chủ nghĩa. Trong thực tế thì ngày xưa lúc Đức Thế Tôn ra đời giáo hóa Ấn Độ thì cái chủ thuyết về duy vật đã có rồi. Chủ thuyết hiện sinh, chủ thuyết hưởng lạc, chủ thuyết là con người chỉ có trong một đời sống hiện tại mà không hề có quá khứ và không hề có nghiệp dẫn tới tương lai. Nó đã có trước công nguyên 7-800 năm này. Trong thời Đức Thế Tôn tại Tiền có 64 thuyết ngoại đạo. Thì cái anh chàng Các Mác Lênin gì đó cũng là con cháu của mấy ông tổ hồi xưa Ấn Độ mà thôi. Dĩ nhiên có một cái điều mà chúng ta cần đi vào là điều này. Đó là với cái nhìn của khoa học thì cái biên giới giữa vật chất và năng lượng cần lần lần bị xóa mờ. Và hẳn là trong tương lai cái biên giới giữa năng lượng và tâm thức cũng không còn nữa, nó chỉ còn một cái tâm thức mà thôi. Ngày xưa người ta cầm một hòn đá,
Và đối chiếu với loại năng lượng điện thì người ta không thể bảo rằng đá này sẽ trở thành năng lượng bao giờ. Tán mệnh đá ra đến cái cuối cùng của nó thì nó vẫn là một cái đơn vị vật chất bé nhỏ mà không phải là năng lượng. Nhưng mà khi khoa học phát triển đến gần như hiện tại thì người ta có thể xác định một điều là không hề có cái được gọi là vật chất mà toàn là năng lượng. Vật chất tán thật mịn thì nó trở thành năng lượng chứ không còn là vật chất nữa. Cái biên giới giữa vật chất và năng lượng không còn nữa. Đó là cái nhìn của khoa học hiện tại, nó rọi sáng cho chúng ta biết một điều là thế giới này, những cái vật thể hữu hình này đều được cấu thành bằng năng lượng cả. Và điều kế tiếp mình nên biết một điều là khoa học không phải là tất cả. Lâu lâu mình viện dẫn khoa học để chứng minh một ít về giáo lý đạo Phật để cho chúng ta có một cái nhìn sáng tỏ mà thôi. Chứ khoa học không phải là vạn năng. Tại sao? Tại vì những cái chặng đường phát triển của khoa học nó đang thăm dò tới chứ chưa phải là cái chặng đường cuối cùng bao giờ. Chưa hề có một nhà khoa học nào tuyên bố đây là phát minh cuối cùng cả. Nó vẫn còn đang thăm dò và vẫn còn đi tới. Và trong cái lĩnh vực vật lý, các vị biết là con người đã làm được một việc kỳ lạ, đó là phá vỡ một cái đơn vị vật chất cuối cùng và gây nên một cái chết thê thảm rất là lớn cho hành tinh này vào năm 1949. Phá vỡ một cái hạt vật chất cuối cùng, cái hạt nguyên tử, và nó trở thành cái trái bom hạt nhân giết người ở đảo Hiroshima. Và chỉ cần có vài phút thôi là 100.000 con người cháy tiêu ra cho. Và Nagasaki thì cũng bằng cái con đường phá vỡ cái đơn vị vật chất cuối cùng đó mà giết 120.000 người trong một tích tắc. Cái nguy hiểm của khoa học vạn năng nó là như thế, cho nên nó không phải là tất cả. Và cái điều kế tiếp chúng ta suy tư về vấn đề này là thế này: vật lý hay là năng lượng, nó vốn bất giác. Người ta có thể ứng dụng nó được để làm mọi việc được gọi là vạn năng, nhưng nó vẫn là bất giác. Tức là tự thân nó không có cái đặc tính giác ngộ là một, chiếu sáng là hai, hiểu biết là ba, vân vân. Trong khi cái năng lượng của tâm thì nó có những cái đặc tính là gì? Đặc tính là giác, là hiểu, là biết, là liễu tri, là nhận hiểu. Ví dụ mình đưa dòng điện vào cái máy hát, nó có thể hát, nhưng mà nó chỉ hát được những cái điều mình đã hát, cái chương trình mình đã cài sẵn. Máy điện toán hiện tại là một cái phát minh lớn nhất và cái công năng của nó rất là tuyệt vời. Người ta không đo được cái phạm vi công ích của nó lớn bao nhiêu, nó gần như là phủ trùm cả không gian. Ấy thế mà máy điện toán kia cũng phải cần nhờ cái chương trình có người cài vào, nó mới có thể làm việc được. Anh muốn làm bất cứ một cái vấn đề gì thì phải có cái chương trình, người ta viết sẵn một cái chương trình cài vào để anh làm. Không hề sáng tạo theo bản năng của nó tự có. Một cái máy hát nó chỉ hát lại được những cái CD mà mình đã hát sẵn, và nó có quyền lặp lại 1.000 lần. Nhưng mà với con người thì sao? Thưa, có khi tôi nói hôm nay, ngày mai tôi muốn lặp lại y những điều tôi nói thì tôi không nói được. Mỗi lần nói là một lần khác. Cái khả năng tự có, khả năng sáng tạo, khả năng hiểu biết từ bên trong nó tuôn ra, đó là cái chiều cạn ý thức mà thôi. Thứ hai nữa là cái máy hát nó không thể vừa hát mà vừa nhận biết, vừa nghe nó hát được. Trong khi con người thì có khả năng nói để cho người khác nghe, và mình cũng đang nghe. Con người có khả năng diễn đạt cái điều mình muốn diễn đạt cho ngàn vạn thính chúng, nhưng mà cũng đồng thời con người đó có thể chứng nghiệm được cái điều mình đang làm đối với ngàn vạn người kia. Chỉ duy nhất tâm có thể làm được như thế mà thôi. Cho nên cái năng lực của tâm là giác ngộ, mà năng lực của vật chất hay của năng lượng
vẫn là loại năng lượng của bất giác, thiếu đặc tính giác ngộ trong đó. Cho nên chúng ta gọi tâm là dẫn đầu là tất cả. Nếu mà chúng ta biết, muốn biết được pháp giới, tức là sơn hà đại địa, con người, núi sông, cây cỏ, thú cầm, vân vân, thì hãy quán tâm, thông đạt được tâm rồi thì anh sẽ nhìn ra mọi thứ, mọi cái kết cấu của vũ trụ sơn hà và vạn hữu. Và cuối cùng chúng ta có một cái tổng kết là khoa học không phải là duy nhất. Những con người khoa học họ không tin có tâm, thế mà đời sống họ, họ cũng là một sinh linh đa chiều như chúng ta. Họ tin là mọi thứ bằng vật chất cấu thành, nhưng mà bản thân họ thì họ vẫn bị sao xuyến, vẫn bị chấn động cái đời sống tâm linh. Vào cái tuổi xuân thì họ gặp người họ cũng đảo điên, họ cũng tim họ cũng nín thở bao lần, họ cũng giống như chúng ta thôi. Điều trên cái bình diện nói năng nghiên cứu thì họ nghĩ rằng khoa học là vạn năng, có thể giải quyết hết ngàn vạn điều. Xin thưa, rất là cạn. Con người nó có nhiều cái chiều hơn, nó đa chiều hơn, chứ đâu phải đơn thuần một chiều vật chất. Nó có những chiều sâu của đời sống tâm hồn, của tình cảm, và cao nhất là đời sống tâm linh. Và do vậy cho nên chúng ta vận dụng một ít cái nhìn về cái lĩnh vực khoa học vật lý, nhưng mà nó không phải là vạn năng. Và nên nhớ một điều là cái tột cùng của vật lý, tột cùng của năng lượng, nó vẫn rơi vào bất giác, mà không có cái đặc tính giác, chỉ có tâm. Chỉ có con người là có khả năng là tự diễn đạt, tự thắp sáng mình và thắp sáng người xung quanh bằng cái năng lượng của tự tâm mà thôi. Mình nghĩ sớm mấy phút, được không? Gần gần tới giờ. Dành cho quý vị 10 phút, quý vị có cái câu hỏi gì muốn hỏi. Mai chúng ta sẽ đi vào cái bài học chính thức, tức là tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm sai sử. Không ai hỏi gì. Thưa thầy, theo như thầy giảng nãy giờ về tâm với pháp, thầy có nhắc lại cái câu chuyện của bà lão nói rằng tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm vị lai. Thì khi bà lão nói rằng tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, thì chữ tâm đó đối với bà lão, tâm đó nó là pháp. Thì có nghĩa là bà lão lẽ ra phải nói rằng ngài điểm cái pháp nào mới đúng. Cái câu hỏi là ngài điểm cái tâm nào, thì cái đó là có phải cái chơi chữ để mà đánh lầm ngài Đức Sơn. Thực ra cái ngôn ngữ nhà thiền á thì họ không có dùng mà cái chữ tâm thay chữ pháp. Chữ tâm và chữ pháp mình giải thích đây là căn cứ trên cái văn học của Vipassana, của vi diệu pháp, tức là của luận tạng nhiều hơn. Còn khi nhà thiền nói tâm á, thì có nghĩa là chỉ trực tiếp đến cái tâm bản lai, bất sinh bất diệt, mặt mũi thực của mỗi người. Và cái chữ tâm của bà lão dùng á, bà trắc nghiệm ngài Đức Sơn, có nghĩa là nếu ông là người đã sáng được tâm, đã an trụ được ở tâm, thì người ta hỏi bất cứ một điều gì ông cũng không rời cái mảnh đất tâm ông trả lời thì đều đúng cả. Thông thường mình có một cái thói quen là ai hỏi cái gì cái mình chạy theo ngôn ngữ của người kia. Nhưng mà thiền sư đặc biệt là khi người ta đụng đến là mình phải an trú, hồi phục lại cái chỗ đứng của tâm mình. Tức là anh hồi phục cái năng lượng chánh niệm hiện tiền, anh trú ở nơi đó, thì thách thức thiên hạ có hỏi bất cứ điều gì anh trả lời đều không sai cả, cũng không buồn trả lời. Sở dĩ mình không an trú được tâm cho nên mình có nhiều nỗi nghi ngờ, cho nên người ta hỏi đụng tới mình là mình rất là bối rối, rất là hoảng loạn, vội vàng tìm một câu để trả lời, để chứng minh cho người kia biết là mình hiểu biết. Còn nếu mà người thực sự nắm được pháp yếu để tu tập thì họ không cần làm như thế.
Nếu mà ngài Đức Sơn á, ngài đã sáng được tâm thì bà lão bà hỏi những cái điều đó thì ngài Đức Sơn ngài có cách, ngài không cần lúng túng, không cần bối rối gì hết. Hoặc là ngài dở cái ly lên ngài uống nước, hoặc ngài ho tiếng, hoặc ngài gật đầu, hoặc ngài mỉm cười, hoặc ngài nhắm mắt, vân vân. Nghĩa là không cần phải làm gì cả mà người trong nghề thì họ tự biết với nhau. Khi mà anh có khả năng sống được chánh niệm thì anh không cần làm gì, không sợ bất cứ ai. Tại vì mình đâu còn có cái nỗi ưu tư lo lắng gì là người kia không biết mình. Muốn chứng minh ta là người ngộ đạo thì không cần. Người ngộ được tâm rồi thì họ cứ sống mặc nhiên. Nói trời họ gật ừ trời, nói đất họ gật ừ đất, thế thôi. Và trong nhà thiền thì các vị nhớ là nhà Triệu Châu có rất là nhiều công án, nhưng thực tế nó không phải là cái gì gọi là công án cả. Nó là cái cách thử nghiệm coi cái người đến với mình có thật sự được an trú trong tâm hay không mà thôi. Có nắm được cái phương pháp gọi là có được kế sống hay không mà thôi. Nếu anh có được kế sống nghĩa là từng phút từng giây anh không rời cái mảnh đất tâm thì không hề có một cái thứ gì làm cho anh bận tâm cả. Thiền sư hỏi cái gì thì mặc ổng. Đã có niềm tin rồi thì mình không còn sợ gì hết. Và chúng ta có đọc lịch sử Ngài Hoàng Long thì chúng ta thấy điều này rất là rõ. Ngài Hoàng Long Việt Nam, ngài có ba câu hỏi gọi là tam quan ngữ. Thiền sinh tới, ông đưa tay, tay ta sẽ giống tay Phật vậy. Trả lời trăng lời củi thế nào thì ngài cũng không nói gì hết. Hơi ngài đưa chân ra, nói chân ta sẽ giống chân lừa vậy. Thì thiền sinh có thể trả lời rắn là rồng gì đó thì ông cũng không quan tâm. Rồi một câu thứ ba ông đưa ra nữa, ông cũng ngậu nhắm mắt. Và cuối cùng gần nhập niết bàn, môn đồ thắc mắc hỏi chứ thưa thầy, cả một đời thầy dùng tam quan ngữ để trắc nghiệm thiền giả đến với thầy, nhưng mà đã có ai trả lời hợp ý ngài chưa? Chúng con đợi chờ mãi mà chưa thấy ngài gật đầu ai, mà chưa thấy ngài chê bai ai. Ông nói nếu người đã qua khỏi cửa rồi thì đánh đồng xa thông thả mà đi, đâu cần hỏi người giữ cửa làm gì. Mà ta quay lại hỏi ông giữ cửa là điều đó đúng hay không đúng, có nghĩa là mình còn hồ nghi, mình chưa ra khỏi cửa. Và nói điều này để chứng minh cho đại chúng thấy là ngôn cú của thiền sư nó đều có một cái công năng, đó là chọc mình, thọt mình để cho mình hồi phục năng lượng chánh niệm, quay về sống được với cái mảnh đất tự tâm. Chỉ thế thôi. Nói về tu về bên tịnh độ, họ đi đứng nằm ngồi, họ không niệm trong chánh niệm gì là họ nói họ chỉ là họ thiền rồi đó. Thiền hay khác biệt khi giữa cái thiền. Thực ra câu hỏi này mà mình muốn giải thích cho cặn kẽ thì nó hơi dài dòng. Tại vì nếu mà tu đúng của con đường tịnh độ thì nó không khác với thiền. Hầu như mọi pháp môn đều đặt cái nền tảng căn bản trên thiền hết. Và hiện tại thiền là một pháp môn nó không còn lạ lùng gì đối với người Tây phương và người Đông phương cả. Và nếu mà các vị có dịp đi phi cơ thì các vị sẽ nhận được những cái miếng giấy người ta gợi ý về giải trừ cái nỗi sợ sệt, lo lắng, ưu tư khi ở trên phi cơ đó, bằng cái phương pháp thở vào anh hãy biết anh thở vào, thở ra anh hãy biết anh thở ra. Có một lần tôi được một thiền sinh họ gửi cái tờ giấy như thế. Tất nhiên là cái con đường của pháp môn tịnh độ nó có những cái cửa phương tiện ban đầu để dẫn ta đi, tức là mình nương vào câu niệm Phật để mình thu nhiếp vạn mối tâm đang phân tán gom về lại, để cho nó có cái năng lượng, để đồng thời chọc thủng vào cái cánh cửa của tử sinh. Nghĩa là gom vạn niệm về một niệm. Nhưng mà nếu anh còn niệm, có nghĩa là còn khởi, còn diệt, còn tử, còn sinh. Chừng nào đạt đến trạng thái của tâm lặng lẽ,
tỉnh sáng thường hằng bất động thì mới gọi là cái trạng thái của tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Và khi nó đạt đến trạng thái đó thì đâu cần phải cầu xin qua bất cứ một cảnh giới nào, ngay nơi đây là hiện tiền đã thể nhập vào niết bàn vô trụ xứ rồi. Cái con đường tu nó không có gì rắc rối và nó không có gì khác nhau lắm. Và chúng ta nhớ một điều là mình càng học đạo, tâm thức mình nó càng mênh mông, càng thênh thang, không hề có một cái kỳ thị chấp cứ gì đối với các pháp môn tu tập hết. Anh tu thiền, anh tu tịnh độ, anh tu mật tông vân vân đều không làm dấy khởi trong tâm thức ta một cái điều gì kỳ thị hết. Tất nhiên trong cái lĩnh vực, trong cái lĩnh vực mà phân tích thì chúng ta phân tích cho nó hết tình hết lý, nhưng mà tự tâm của những người nắm được cái pháp hành để tu tập thì không hề có cái đặc tính của đố kỵ pháp môn nào hết. Khi tôi nói về cái bốn điều quán niệm của cái thiền đó, nói về thân thọ tâm pháp, thì tâm pháp bây giờ thì giảng cho cái thọ là sao? À, bốn và cái này gọi là tứ niệm xứ, tứ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Có dịp chúng ta chia sẻ sâu về những cái vấn đề này. Thú thật là tôi trưởng thành học với các vị thầy trong truyền thống Bắc Tông và cũng tập tè học thiền với những vị thầy giỏi. Thế mà dần dần mình đọc, rồi dần dần mình tu tập, mình có cái điều kiện đối chiếu, mình thấy rất là rõ là cái thiền tứ niệm xứ của truyền thống Nguyên Thủy là nó là cái nền tảng căn bản vững vàng nhất. Đức Thế Tôn ngày xưa ngày dạy đạo, ngài chỉ nói ông hãy thở vào ông biết thở vào, thở ra ông biết thở ra, và chỉ trực tiếp pháp hành đơn giản đến kỳ lạ, đến quái dị, nhưng mà đó là những pháp có thể chứng đắc. Giờ có khi mình coi thường, mình nghĩ là tu phải cái chuyện gì trên trời mây, mình đâu có biết là tu là điều rất là đơn giản. Và cái chuyện tu hành nó cần thiết không phải cho những ông thầy tu, mà nó cần thiết cho mọi người trong đời sống, giữa xã hội, giữa nhân gian, giữa gia đình luôn. Nhưng mà thôi chứ hỏi hoài thôi. À, giờ mình hồi hướng được chưa hả? Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.